Điều chưa biết về danh nhân thiếu sư Lưu Đình Chất. Hội thảo vai trò của danh nhân Lưu Đình Chất trong lịch sử dân tộc và việc bảo tồn phát huy các cái giá trị di sản của ông diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tới. Hội thảo tại trung tâm hội nghị huyện Hoàng Hóa, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa sẽ làm rõ nét hơn về cuộc đời và sự nghiệp của vị đại quan Lưu Đình Chất cũng như những đóng góp nổi bật của ông trong lịch sử. Danh nhân Lưu Đình Chất thì sinh năm 1566 và mất năm 1627. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn họ Lưu ở Thanh Hóa, thi đỗ đại khoa và làm quan triều Lê Trung Hưng. Tuy nhiên thì tài liệu lịch sử cũng như phả ký của dòng họ viết về ông không nhiều, nên hiểu biết về ông còn rất là hạn chế. Danh nhân Lưu Đình Chất là con trai của Lâm Quận Công Lưu Đình Thường. Ông cũng là hậu duệ đời thứ 21 của Thái sư Lưu Cơ, người đã thừa kế trọn vẹn tài năng và truyền thống tốt đẹp của Thái sư. Theo sử liệu thì ông đỗ đạt khá muộn, năm 42 tuổi Lưu Đình Chất đã tham gia thi đình đỗ đệ nhị giáp, tiến sĩ xuất thân hoàng giáp. Ông được phong chức đô cấp sự trung, làm quan trong triều. Đình Chất đã thể hiện tài ngoại giao xuất chúng. Năm 1613, ông được cử làm chánh sứ sang cống triều đình nhà Minh. Không chỉ là một cái sự kiện lớn trong sự nghiệp làm quan của con người đất Đông Khê mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc gia láng giềng. Không phụ sự kỳ vọng trong chuyến đi này, Lưu Đình Chất bằng tài ngoại giao khéo léo đã chú trọng gia tăng tình hòa hiếu với không chỉ nhà Minh mà còn mở rộng giao hảo với sứ thần Cao Ly. Sau khi đi sứ trở về, Lưu Đình Chất được thăng lên chức hữu thị lang bộ lại tước hầu. Sách Hoàng Hóa phong vật dành cho ông nhiều lời khen ngợi. Dĩnh ngộ hơn người, văn chương nổi tiếng ở đời. Đi sứ phương Bắc, vịnh thơ, thủ tạc, ứng đáp, thanh danh vang rộng yên kinh. Đình Chất thì sống làm quan trong giai đoạn đất nước xảy ra nhiều biến động chính trị và nội chiến thì giữa các thế lực phong kiến. Cuộc chiến diễn ra giữa triều đình Lê Trịnh với các nhà Mạc kéo dài dai dẳng nhiều năm, cuối cùng cũng phân thắng bại khi biết chế Trịnh Tùng chiếm được kinh đô Thăng Long, từng bước tiêu diệt tàn quân nhà Mạc.